Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube tôi Nhật TV Hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh, em là chủ sở hữu của kênh YouTube này cùng với cả trang web hàng nhật giảm giá.com cũng như là trang Facebook hàng nhật giảm giá.com. Hôm nay cái video này thì là chúng ta sẽ tạm dừng audio lại một chút để đi đến cái kính Ray-Ban của Mỹ, của Italia cũng như là một số cái mặt hàng về đồng hồ đã qua sử dụng cũng như là hàng mới 100% của Thụy Sĩ và của Nhật Bản anh chị nhé. Đây ví dụ trước mắt quý vị anh chị là cái Hunting Watch của Thụy Sĩ. Còn đây là cái loạt đồng hồ rất là đẹp, made in Japan, máy cơ tự động của Nhật với 100%. Nó một loạt đồng hồ. Đây là cái góc nhỏ em quay các cái mặt hàng hôm nay của chúng ta. Thì có đồng hồ này, SK. Thỉnh thoảng em mới quay lên như thế này thôi, bởi vì nó nhiều quá. Nhưng mà cũng phải quay lên để cho anh chị biết là những cái mặt hàng này là em có bán về. Đấy, có hai cái đồng hồ hẹn giờ cổ của hãng Seiko. Cái này nó đổ chuông kiểu reng 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 đấy anh chị. Nó kêu rất là inh tai luôn. Lên cót kiểu như thế này. Còn đây là bức tranh bằng bạc. Có hai con hạc đang bay về phía mặt trời đúng không ạ? Không biết ý nghĩa của nó nói lên cái gì, kiểu như là sự giải phóng thanh thoát hay gì đó, em không rõ lắm. Còn đây là cái thuyền bằng bạc rất là đặc và nguyên khối. Cái này là bạc 99% luôn. Đó, hai con hạc. Còn đây là bức tranh quạt cũng là bạc 99%, rất là đẹp. Có cái vẽ cái hoa anh đào đúng không ạ? Đây cũng là một cái thuyền buồm. Hai cái điện thoại này thì em bán rồi. Đây là cái loạt kính hôm nay em sẽ quay, nó có khoảng 28 chiếc. Bao gồm có cả kính Mỹ, 90% là kính Mỹ, còn lại là kính Italia đã qua sử dụng. Đây là hai cái bộ mic không dây anh chị ạ. Hai bộ mic không dây made in Japan. Nó đủ một bộ để mình về mình hát luôn, không phải mua thêm cái gì cả. Made in Japan anh chị nhé. Có cả cái bộ sạc này, rồi thu phát đầy đủ luôn. Cả dây kết nối các kiểu. Rất là ok đúng không ạ? Lát nữa em sẽ quay chi tiết từng một cái kính một để báo giá cho anh chị. Thì ảnh chi tiết của những cái sản phẩm này em đều up trên trang Facebook hàng nhật giảm giá.com cũng như là trang Zalo, hai cái số Zalo hiện ở góc trái màn hình quý vị anh chị. Đầu tiên em xin báo giá cái kính này là kính không có số gì hết. Đó, tức là cái kính này em không đánh số, em sẽ đánh số từ 1 tới 28 nhưng mà kính này em không để số gì hết. Kính này về tận tay quý vị anh chị là 4.500.000. Nó cực kỳ đẹp, nói chung là về độ đẹp thì anh chị có thể xem chi tiết em quay trên video như thế này. Em quay rất là cận cảnh cho anh chị nhìn rồi. Và ảnh ấy thì ở trên trang Facebook em cũng đã up lên rất là chi tiết. Anh chị nào cần thêm ảnh thì có thể nhắn tin vào Facebook hoặc là Zalo cho em sẽ gửi ảnh chi tiết hơn nữa cho. Nhưng mà em quay video như thế này thì cũng là rất rất chi tiết rồi. Con này nó có cả hộp và có cả giấy tờ cũng như là cái khăn lau. Khăn lau này chắc là khăn lau ban đầu của nó rồi. Theo ban đầu. Rất đẹp đúng không ạ? Con kính này là con kính số 0. Đó, anh chị nhìn thấy số 0 em dán ở hộp. Cái số 0 này thì em bán rồi. Trước khi em đăng lên trang YouTube thì em đã đăng lên trang Facebook và Zalo. Thì các anh đã vào đó chọn trước rồi. Đã chốt trước khi em đăng lên YouTube. Nên là cái này em bán rồi. Em bán cho anh ấy giá là 4.700.000 đồng. Kính số 0. Anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu giống như thế này em cũng có thể mua giúp cho anh chị được. Tuy là nó hơi mất thời gian để tìm một chút nhưng mà em cũng có thể tìm được anh chị nhé. Hàng USA. Kính này rất là đẹp. Tiếp theo cái kính này là kính số 1. Hàng USA. Kính này về tận tay quý vị anh chị là 4.2 triệu. Nó có cái dây để mình móc vào hai cái gọng để mình đeo nó không bị rơi. Cái dây rất là hay đúng không ạ? Đó, gọng bằng nhựa. Kính này độ mới của nó gần như là 99% luôn anh chị nhá. Cực kỳ đẹp. Nhìn qua video này thì nó có vẻ như là không được là cái độ lấp lánh. Nhưng mà thực sự là nhìn ngoài nó mới đẹp cực kỳ luôn. Em mới định giá của nó rất là cao như vậy, 4,2 triệu về tận tay quý vị anh chị. Kể cả cái hộp của nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Cái hộp da quá đẹp luôn. Tiếp theo đây là cái kính số 2.
Kính này thì rất là nổi tiếng, em bán rất nhiều cái loại kính như thế này rồi và được các anh chị rất là ưa chuộng. Đọc nhìn cái màu vàng của nó đã đủ lóa mắt rồi đúng không ạ? Kính số 2 về tay quý vị anh chị là 4.500.000. Nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Hàng của Mỹ anh chị nhá, có giấy tờ này. Có cái giấy tờ nhìn rất là cổ cũng như là cái hộp. Và có cả khăn lau kèm theo. Tất cả những cái ảnh này em đều up ở trên trang Zalo và Facebook, anh chị ghé vào đó xem giúp cho em. Bảng báo giá em cũng báo chi tiết ở trên đó luôn rồi. Anh chị xem đến đây cho em một nút thích video anh chị nhá. Thích video giúp cho em với. Tất cả các cái mặt hàng về đồng hồ cũng như vậy. Đồng hồ em cũng có rất là nhiều và em đăng trên trang website hangnhatgiamgia.com cũng như là Facebook. Đây cái kính số 3 này em bán với giá là 3.800.000 đồng về tận tay quý vị anh chị. Cái này hình mắt nó hình quả trứng, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Đến tận cái số 22 cũng đều là kính Mỹ anh chị nhá. Từ số 00 cho đến số 22 đều là kính Mỹ luôn. Đẹp không ạ? 3.800.000 thôi anh chị ạ. Kính số 3. Anh chị nào mà lấy sản phẩm nào ấy thì làm ơn chụp màn hình và gửi vào hai cái số Zalo hoặc là trang Facebook giúp cho em. Nếu mà anh chị gửi mà không thấy em hồi đáp ấy thì tức là cái lượng tin nhắn của em nó nhiều quá thì anh chị hãy gọi trực tiếp vào hai cái số Zalo giúp cho em. Bởi vì em để chế độ mở cho nên anh chị sẽ gọi rất là đơn giản thôi. Anh chị cứ gọi trực tiếp là em sẽ nghe được. Đây là cái kính số 4, kính số 4 về tận tay quý vị anh chị là 3.900.000. Kính số 4. Gọng đôi môi này rất là đẹp đúng không ạ? Để mở gọng ra cho anh chị nhìn. Đấy. Quá đẹp đúng không ạ? USA. Đẹp kinh khủng luôn. 3.900.000 về tận tay quý vị anh chị. Cái bảng báo giá của cái kính này em cũng gửi anh chị ở trên trang Facebook. Anh chị nào xài Facebook thì ghé vào Facebook để thích, follow, theo dõi cái trang Facebook giúp cho em với. Kính số 5, kính số 5 về tận tay quý vị anh chị là 3.100.000. Cái này em nhìn nó giống kiểu mắt mèo, rất là đẹp đúng không ạ? Cái gọng đấy, tất cả toàn thân là đổi mồi hết trừ cái mắt. Nhìn rất đẹp luôn, hàng Mỹ. Hàng Mỹ thì dần dần cái số lượng của nó sẽ cạn đi bởi vì là nó đã không còn sản xuất nữa rồi. Nhưng mà hàng Italia thì bây giờ nó bán cho công ty của Italia thì bây giờ Italia nó sản xuất đấy. Nhưng mà hàng Mỹ thì dần dần nó sẽ cạn thôi. Anh chị mua vừa là sưu tầm mà vừa là để chơi rất là hợp lý đúng không ạ? Cái kính số 6 có giá là 4.000.000 về tận tay quý vị anh chị. Cái này cũng là gọng đồi mồi này. Và hàng USA. Rất đẹp, màu nó hơi ngả sang màu kiểu hơi đỏ nâu nâu đúng không ạ? Riêng cái dòng kính Mỹ thì đeo dù là gọng nhựa này hay là gọng kim loại, mạ vàng các thứ thì nó cũng rất là bền theo thời gian. Nó gần như là không bị đổi màu này hay là giống như là kiểu như là gì nhỉ? Bị oxy hóa các thứ thì nó hiếm khi bị lắm. Đây là cái số 7. Cái số 7 này thì là kiểu kính giọt lệ hay là anh chị còn gọi là quả đào rồi là 3025 các thứ đúng không ạ? Kính số 7 về tận tay quý vị anh chị là 4.000.000. Kính màu đen. Hộp ban đầu của nó anh chị nhá. Cái kính nào mà không có hộp ban đầu thì em sẽ nói cho anh chị. Nhìn cái hộp của nó khác thì em sẽ nói. Hàng Mỹ. Rất đẹp đúng không ạ? Về kính ấy thì em thực sự là rất là nhiều kính, ngoài cái loạt em quay ở video này thì em còn nhiều nữa cơ. Nhưng mà thực sự là để quay được một cái kính nó lâu. Cho nên là anh chị cứ hỏi em, ví dụ cái mẫu số 7 này anh chị muốn mua, bị mua rồi, bị anh chị khác mua rồi, nhưng mà anh chị có thể nhắn cho em để em tìm mẫu khác cho anh chị giống hệt như vậy. Đây là cái số 8. Cái số 8 về tận tay quý vị anh chị là 4.200.000. Cái này cũng có một anh mua rồi. Nhưng mà anh chị có thể nhắn cho em để em tìm được cái mẫu giống hệt như vậy cho. Cái này là dạng gọng lò xo. Rất đẹp. Đây, chữ BL ở giữa mắt kính đúng không ạ?
Cái này có một anh ở Đà Nẵng anh ấy mua. Cái này là cầu nhựa rất là đẹp đúng không ạ? Kính quá tuyệt vời luôn. Em bán ở Việt Nam tất cả các mặt hàng ngoài audio, còn có cả MacBook, máy tính xách tay, rồi là cả bật lửa Zippo cũng như là các cái mặt hàng để trang trí, decor phòng, tất cả đều có anh chị nhá. Kính số 9 là giá 4 triệu 2. Cái này cũng là kính phi công, rất đẹp. Màu đen, cái này nó đẹp hơn cái vừa nãy một chút thì phải. Em nhìn như vậy, em nhìn nó có vẻ, nhìn cái mắt của nó có vẻ ngầu hơn, đúng không ạ? Không biết mắt cái cảm nhận của mọi người như thế nào nhưng em thì cảm nhận như vậy. Nó rất đẹp luôn. Đó, cho mọi người nhìn kỹ một chút. Tiếp theo đây kính số 10 cũng giống như thế anh chị nhá. Cũng giống với kính số 9, giá là 4 triệu 200 nghìn đồng. Về tận tay quý vị anh chị. À, tất cả cái mặt hàng kính như thế này thì em mua về em chỉ lau bụi thôi chứ thực sự là em không biết xử lý hay là làm cái gì để cho nó đẹp hơn cả. Em chỉ biết lau bụi bằng cái khăn họ đính kèm thôi. Nhưng mà như thế đã đủ lấp lánh rồi. Nhưng mà hình như anh chị nhá, hình như ở Việt Nam mọi người có cái sản phẩm gì đó mà nó khi mình bôi lên thì nó sẽ rất là đẹp thì phải, nó bóng bóng cái kính ấy. Em không rõ. Cái kính này là cái kính cực kỳ giá trị, kính số 11. Họ gọng màu vàng cực kỳ đẹp và có đủ giấy tờ luôn. Cái này về tận tay quý vị anh chị là 4 triệu 900 nghìn. Cái này thì có một anh ấy mua rồi. Nhưng mà nếu mà anh chị muốn mua một cái giống như thế này cũng có thể nhắn cho em nhé. Em mua giúp cho anh chị được. Những cái như thế này em đăng lên thì thường là các anh chị sẽ mua ngay lập tức. Gần như là như thế đúng không ạ? Trên trang Facebook cũng như là trang Zalo thì rất nhiều anh chị ngoài thích audio thì anh chị còn thích cả kính ấy, cả những cái mặt hàng để decor phòng, cho nên là em bán đủ mọi thứ, cả audio nữa, loa đài âm ly các kiểu em bán hết. Anh chị nào mà theo dõi cái trang Facebook của em hoặc là trang YouTube của em từ cách đây vài năm thì có thể thấy là càng ngày em càng bán nhiều mặt hàng hơn nữa, đúng không ạ? Cái kính số 12 này cũng gần gần giống như cái vừa nãy. Cái này em bán về tận tay quý vị anh chị là 3 triệu 900 nghìn đồng. 3 triệu 9. Nó quá đẹp đúng không? Anh chị nào mà mua ấy thì là chụp lại màn hình nhé. Chụp lại màn hình và gửi cho Zalo giúp cho em. Em sẽ nhìn thấy à cái kính này kính số 12 này. Đấy, giá nó như thế đúng không ạ? Và em sẽ báo cho anh chị. Rất là đẹp. Ok, tiếp theo đây là cái kính số 13. Kính này là cái kính em nghĩ là đẹp và gọi là cũng nhất nhì ở trong cái loạt kính này em quay. Kính số 13 này về tận tay quý vị anh chị là 4 triệu 700 nghìn đồng. Cái này thì nó đẹp gần như 100% luôn. Kính số 13 nó có đủ giấy tờ này. Nó có cả khăn lau và có cả hộp. Đầy đủ luôn. Hàng USA anh chị nhé. Kính số 13 có giá là 4 triệu 700 nghìn. À, nhìn em quay thì nó có vẻ là nó bị hút cái sáng nhiều ấy. Nhưng mà cái này thì quan sát thực tế ấy, thì nó cực kỳ đẹp anh chị nhé. Kỳ đẹp luôn. Cái này nó lên mặt em nghĩ là rất là dễ dễ lên. Đeo nó hợp với nhiều nhiều cái bóc dáng của khuôn mặt chứ không phải là cứ mặt dài mặt tròn hay như thế nào mà em nhìn cái dáng kính như vậy. Đây cũng là một cái gọng mà kiểu gọng đôi môi hơi đậm đậm một chút đúng không ạ? Này em sẽ quay gần gần cho anh chị xem cái màu cụ thể của nó. Cái này là số 14. Cái này cũng rất là đẹp và là cái hàng mà em không 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 gặp mấy đúng không ạ? Có giá là 4 triệu 300 nghìn đồng về tận tay quý vị anh chị. Cái này anh chị nào kiểu thể thao ấy, kiểu hiện đại đeo có vẻ hợp lý đúng không ạ? Em nghĩ là như thế. Em thì em bị cận cho nên em không thích những cái kính mà không thể nhìn được xa.
bắt buộc phải đeo kính cận, cho nên là em không cảm nhận được những cái kính như thế này đeo vào thì nó sẽ đẹp trai hay là xinh gái như thế nào, và em thực sự em không biết. Nhưng mà nhìn nhìn thì nó cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Kính số 15. Kính số 15 có giá là 4 triệu với tận tay quý vị anh chị. Cái này cũng là một cái kính rất là đẹp. Anh chị nào mà mua hai cái trở lên thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Anh chị cứ nhắn cho em nếu mà anh chị mua hai cái trở lên. Đương nhiên là mua số lượng nhiều thì sẽ phải rẻ hơn là mình mua một hai cái, đúng không ạ? Càng nhiều càng rẻ anh chị nhé. Đấy là cái chuyện rất là bình thường rồi. Của cái việc mua bán là như thế. Đây là kính số 16. Kính số 16. Cái này cũng đẹp vô cùng luôn. Về tận tay quý vị anh chị là 4.200.000. Có cầu nhựa USA. Rất đẹp đúng không ạ? Cái video này nó khá là dài, bởi vì là nó chuyên về kính, mà kính thì nó cứ lẻ tẻ từng cái một. Cho nên anh chị nào mà quan tâm đến kính thì hãy xem giúp cho em, bởi vì càng về sau thì nó càng nhiều cái kính đẹp ấy. Đây là kính số 17. Kính số 17 về tận tay quý vị anh chị là 3.700.000. 3.700.000. Cái này cũng kiểu gọng đôi môi, và cái màu thì là kiểu như là màu gọi là gì nhỉ? Màu đồng à. Mắt hình quả trứng đúng không ạ? Rất đẹp. Đó. Mỗi cái này em đều chụp vào khoảng 5-6 kiểu ảnh em chụp riêng, và nếu anh chị nào mà cần ấy thì em sẽ gửi chi tiết cho. Nhưng mà nói chung là quay video như thế này đã rất là chi tiết rồi. 18, cái này có giá là 3 triệu. Màu đen. Đen hết luôn, không có một cái nào màu khác cả. Mỗi cái chữ Ray-Ban là màu trắng, còn lại là đen tuyền luôn đúng không? Giá 3 triệu về tận tay quý vị anh chị. Nhìn nó đen đến đen thui lùi luôn đúng không ạ? Đeo cái này thì rất là ngầu. Nhìn màu đen là biết vô cùng ngầu và mạnh mẽ đúng không ạ? Và tiếp theo cái kính này phải nói là đây, em để xa xa ra nhìn nó như thế đúng không? Đây cái kính số 19 này thì nó hơi đặc biệt một chút, em nghĩ là sẽ rất là khó bán, bởi vì là cái kích thước của nó lớn. Cái này mặt của anh chị phải cực kỳ to và đeo thì nó mới hợp, cho nên là em sẽ bán giá rất là rẻ thôi. Đó, anh chị nào mà mua được thì bảo giúp cho em. Cái này giá là 1.900.000. Hàng USA. Và mặt phải to anh chị nhé. Em lưu ý là mặt to thì đeo mới được. Cái này nó thuộc cái dạng cỡ đại rồi. Kính nhựa hàng USA. Cái này lúc em mua ấy, thì là em không để ý cái size của nó. Em mua giá rất là cao rồi, nhưng mà em không để ý size, cho nên là bây giờ em bán gần như là tặng luôn rồi. gần như là tặng, thậm chí là lỗ rồi. Đây, cái này có giá là 2 triệu. Hàng USA. Số 20 anh chị nhé. Cái này nó hơi có vết xước một chút, cho nên là em bán rẻ. Hàng Mỹ. Còn những cái mà em quay từ trước tới giờ là không có cái nào bị cả. Có cái này nó bị một chút, cho nên là em bán rẻ đi một chút để cho anh chị xài. Anh chị nào thiện chí thì lấy giúp cho em. Nó hình thức nó rất là đẹp, mà rất tiếc là nó bị xước một chút. Tuy là không đáng kể, nhưng mà dù sao nó cũng là vết xước. Cái này hình như là ở Việt Nam các anh chị có thể xử lý được bằng cách là quét một cái dung dịch nào đấy lên ấy, xong là lấy cái rẻ lau đi một cái, thế là nó hết, nó bóng loáng luôn. Em nghe nói là như vậy. Đây là cái kính số 21. Cái này mới, nguồn nguyên tem, hàng của Mỹ. Có giá là 4 triệu về tận tay quý vị anh chị. Cái này người ta gọi là dòng gì nhỉ? Phi công à? Hay là driver gì đấy. Anh chị nhé, cái này rất là đẹp. Có giá là 4 triệu, kính số 21. Có còn nguyên tem, còn chưa cả bóc anh chị ạ. Hiếm có cái kính nào của Mỹ mà nó lại mới nguyên như thế này cả.
nhìn rất là đẹp. Anh chị quan tâm thì mua giúp cho em cái kính này. Ok ạ. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp đến cái kính phi công tiếp theo. Cái này cũng là một cái kính cực kỳ đẹp, còn nguyên sổ sách cũng như là cái khăn lau. Cái này có một anh chị mua rồi. Cái này một anh ấy mua rồi. Anh ấy đã chốt. Một anh ở Hà Nội. Cái này số 22 chị nhá, có giá em bán về là 4 triệu 3 thì anh ấy mua rồi. Em vẫn quay lên đây bởi vì là có thể anh chị sẽ thích, anh chị khác sẽ thích cái kính giống như vậy và em sẽ tìm giúp cho anh chị. Nên là anh chị đã mua rồi nhưng mà thông cảm, hết sức thông cảm giúp cho em nhé. Bởi vì là em cần phải quay lên để quảng cáo cũng như là để cho anh chị biết là em có mua cái như vậy để cho anh chị còn quan tâm và nhắn cho em đúng không ạ? Cái này là số 23, bắt đầu từ đây là kính của Italia anh chị nhé. Cái này có giá là 2 triệu 6. 2 triệu 6 về tận tay mọi người. Cái này độ mới của nó là 99%. Made in Italia, còn hộp này, còn khăn lau, còn giấy tờ. Giá rất là hợp lý đúng không ạ? 2 triệu 6 thôi. Số 23. Bắt đầu từ đây là kính Italia anh chị ạ. Đẹp đúng không ạ? Em quay nghiêng nghiêng một chút. Hỏi ý. Mọi người nhìn đẹp không? Đây, cái kính này kiểu kiểu cái thời gì nhỉ? Phim của Hồng Kông ngày xưa em xem này, hay hay có các anh đeo cái kính như thế này. Đó, kính số 24. Kính này giá là 2 triệu, 2 triệu về tận tay anh chị. Nó cũng rất là đẹp. Tất cả nó nhìn nó gần như mới 100%. Gần như mới 100% anh chị ạ. Anh chị nhìn cái gọng nhựa còn bóng như thế này cơ mà. Gần như là không được xài ấy. Không được xài luôn. Nó còn đẹp vô cùng. Đó, cái kính 24 giá 2 triệu. Tiếp theo là cái kính số 25. Cái này giá là 1 triệu 8. 1 triệu 8 về tận tay quý vị anh chị. Gọng của nó kiểu gọng đồi mồi nhưng mà nó không có những cái chấm chấm mà nó là gọng một màu thôi. Đồi mồi kiểu một màu đúng không ạ? Kính 25 giá 1 triệu 8. Nhìn cũng vô cùng đẹp luôn, nó còn chưa được dùng ấy. Nó còn có cả cái túi bóng để bọc cái gọng luôn. Cái này là kính số 26 có giá là 2 triệu 3 anh chị nhé. 2 triệu 3, Made in Italia. Màu đen. Rất đẹp. Anh chị nào mà lấy từ hai cái trở lên thì em sẽ giảm giá cho. Em sẽ giảm giá cho rất là nhiều. Để cho gọi là khuyến khích mọi người mua kính. Kiểu như vậy. 2 triệu 3 anh chị nhé. Tiếp theo là cái kính số 27. Cái này cũng kiểu mắt hình quả trứng. Cái này giá gốc của nó tầm khoảng 5 triệu anh chị. Sản xuất ở Italia. Bây giờ em bán về tận tay quý vị anh chị là 2 triệu 300 nghìn. Gọng đồi mồi. Hai cái mắt thì là hình quả trứng đúng không ạ? Kính này chắc chắn là kính nữ rồi. Nhìn cái dáng rồi là cái hai bên cái gọng đeo là nó thấy nó hình nữ rồi đúng không? Đây giá gốc của nó đây khoảng gần 5 triệu ban đầu, bây giờ em bán 2 triệu 3 và kính này cũng chưa được dùng nhưng mà họ bán ở tiệm đồ cũ cho nên là nó sẽ thành kính qua sử dụng anh chị nhé, mặc dù nó chưa được dùng tí nào. Hàng Italia đấy ạ, Made in Italia. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đây là cái kính cuối cùng. Cái kính này thì là kính cũng của Italia, cũng còn giấy tờ, còn khăn lau. Cái hộp thì là không phải là hộp nguyên bản ban đầu của nó. Đó, cái này em bán giá là 1 triệu 7 về tận tay mọi người. Đấy, nhìn thế này tức là nó đổi màu đúng không ạ?
nhìn rất là đẹp. Cái độ đẹp của nó còn khoảng gần 90% anh chị nhá. Về tận tay mọi người là 1.700.000 đồng. Rồi đến đây anh chị nào mà mua được sản phẩm nào thì làm ơn chụp lại màn hình và gửi vào hai kênh Zalo cũng như là trang Facebook giúp cho em với. Em sẽ báo giá lại cho mọi người nếu mà mọi người không nhớ được cái giá em báo ở trên trực tiếp ở trên YouTube như thế này, em sẽ báo giá lại. Còn nếu mà anh chị nào mà nhớ rồi thì chỉ cần chụp và nói cho em là anh muốn mua cái kính này thì là xong đúng không ạ? Đấy, em quay chi tiết một chút cho mọi người xem. Có giá là 1.700.000 mọi người nhé. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Và nhất thiết là mọi người có thể nhắn tin cho em vào hai số Zalo và trang Facebook. Em xin chào mọi người.